Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Kết Lê Tuyết ạ. Các bạn ơi, hôm nay Tuyết đang có mặt ở ấp Dòng Lãnh 1, xã Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Đây cũng là một cái tỉnh của tỉnh Tiền Giang, quê hương Tuyết nha các bạn. Hôm nay đang rộ lên ở đây cái con đường gọi là con đường Siro nha các bạn nha. Con đường Siro này đang rộ ở trên mạng xã hội. Các bạn lên trên mạng, các bạn sạc thử là các bạn sẽ thấy rất là nhiều báo đài tới đây để quay cái con đường này, trái rất là đẹp nè mấy bạn. Dạ, cho con hỏi cái cây này mình trồng bao lâu rồi hả cô? Dạ, mình trồng khoảng 6 năm rồi đó các bạn à. Các bạn ơi, đừng quên nhấn cái nút subscribe kênh, cái nút đăng ký kênh màu đỏ dưới đây để ủng hộ Tuyết nha các bạn nha. Ồ, mình trồng 6 năm nhưng mà sau khi trồng 2 năm thì mình đã thu hoạch được cái trái này rồi. À, ngoài cái lấy cái cảnh đẹp của ngôi nhà, ngoài có những cái trái đẹp như thế này thì Tuyết được biết cái trái siro này được dùng để nấu siro cho mình uống nha các bạn. Thứ hai là được ngâm chua như là củ kiệu nè. Thứ ba là được làm mứt nè. Thứ tư là nó làm được ngâm rượu nữa nha các bạn nha. Thì cái công dụng của cái trái siro này thì Tuyết nghe cô nói là mình chữa được rối loạn tiền đình, mất ngủ nè. Các bạn xem đẹp quá đi. Ôi, đây là trái này là vừa chín tới thôi chứ chưa có chín lắm nha các bạn. Mình chưa có hái được. Cô chú đang hái nè các bạn ơi. Nè, mình hái từng trái vậy hả cô? Nó chín trái, hai trái, còn nó chín rừng thì mình chuốt nguyên rừng. Dạ. Giờ nó chín về nè. Giờ nó chín về mình lấy cái tay mình để vậy nè. Rồi mình hắt cái nguyên rừng chuốt. Dạ. Nè mấy bạn ơi, chú hái được nhiêu đây rồi nè mấy bạn. Cái trái này có mũ thành ra mình để vô nước hả chú? Để vô nước. Ô, Tuyết ăn thử một trái xem như thế nào bạn nha. Mình ăn sống cũng được nhưng mà nó không ngon hả chú hả? Chua. Dạ. Thì ăn thử một trái xem như thế nào. Cái đen thì ra màu đỏ, còn cái trắng này không có màu. Nó chua chua, nó chát chát à. Coi vậy chứ nó nằm. Nó chua như là mình đang ăn cái lá me non á mấy bạn. Hoặc là cái lá giang á mấy bạn. Ồ, các bạn thấy nè, cái lượng màu ở trong đây nè, được tận dụng ra làm rất là nhiều món ăn. Đẹp quá à. Vậy chứ nó nằm xếp lớp trong này. Chú này chú hái mỗi ngày hay sao ạ? Hai ngày. Mình hái rồi mình làm đồ ăn tại nhà hay là mình có bán cái trái này không chú? Có ai mua trái này không chú? Làm nhà không đủ bán. Ô, chùm này trái quá trời luôn nè các bạn ơi. Đây là có nguyên một cái con đường nữa các bạn. Nhà hai chú, nhà hai chú liền nhau mình trồng dọc ở đây nè. Cái lượng trái ở đây thì Tuyết được biết là nó đã giảm đi khoảng 70% rồi, là do nó chín á. Cô chú hái xuống để mà làm mấy cái món ăn. Cái cây này nó có gai nha mấy bạn. Cây siro chứ không phải là cây siri. Mình dễ bị nhầm lẫn rồi, qua đây Tuyết gọi nhầm hoài. Các bạn ơi, đây là cái chai siro được nấu từ cái trái siro nha mấy bạn. Thật là tuyệt vời phải không các bạn? Cái này mình nấu với đường phèn hả chị? Đường phèn. Dạ. Rồi mình xay ra hay sao chị? Nấu với đường. À mình nấu cho nó chín. Nấu với đường cho nó chín. Cái mình lượt mình bỏ cái xác là mình ra được cái nước uống như vậy. Mình bỏ nước đá cho mình uống rất là ngon nha mấy bạn. Ui hấp dẫn quá à. Màu hoàn toàn tự nhiên các bạn nha. Còn đây là cái thấu nè mấy bạn. Trái siro. Cái tươi, trái siro tươi rồi mình chẻ ra mình bỏ hộp hả chị? À, mình ngâm với đường phèn, cái tươi ngâm với đường phèn tươi luôn nhớ các bạn, không qua nấu nữa các bạn nha, mình làm theo kiểu như củ kiệu vậy đó. Có đường phèn ổ tươi
Đây là mình có thể dùng để trưng bày rất là đẹp nè mấy bạn. Cái này em thấy tươi lâu hả chị ha? Chừng nửa tháng rồi. Ôi cái nhánh này mình trưng được nửa tháng luôn các bạn nha. Ghê chưa? Tươi tới nửa tháng luôn á. Để mình uống thử nước siro với mình ăn thử cái này nha các bạn nha. Đây là khấu nha các bạn. Chua chua ngọt ngọt thanh thanh à, giống như cái gì đó, nó giống như mình uống nước đá chanh mà mình pha đậm đà á bạn, mình uống chanh tươi mật ong á, nó giống như cái vị trà xanh C20 độ á bạn, nhưng mà nó đậm đà hơn. Mình ăn cái này nó sẽ giòn lắm, rất là lạ các bạn ơi. Đây là siro mình chế ra, bỏ nước đá vô uống ha. Này chai này nè mấy bạn. Ở đây là chú, cô chú ở đây có ương cái cây con để mà trồng luôn các bạn nha. Ở đây là cái cây như thế này mình bán 70.000 một cây nha các bạn. Cây này được ương từ cái hạt có đó lên, đây là chú đang ương cây con nữa các bạn. Quay lại với cái con ương, quay lại tái quay. Yes, sorry. Đây này các bạn. Cái cây này được ương 1 năm mới được như thế này nè các bạn nha. Tí sẽ lấy hai cây này vậy tới trồng mấy mốt tiếp hái tiếp bán để siro nha. Các bạn ơi, hôm nay tiếp phát hiện được là quê hương tiếp có một cái đặc sản mới mà không bao giờ đụng hàng với những nơi khác nha các bạn nha. Đây là thấu làm từ trái siro và đây là nước siro. Ngoài ra mình còn có mứt siro và rượu siro nữa các bạn, rất là tốt cho sức khỏe nữa nè. Và lại tạo nên một con đường rất là đẹp ở đây, quá đẹp luôn các bạn nha, hoàn toàn tự nhiên, không có thẩm màu, không có chất. Cái này mình còn sử dụng được cả đường phèn nữa nha các bạn nha, rất là tốt cho sức khỏe. Hy vọng rằng các bạn thích clip này. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Tuyết ạ. Các bạn ơi đừng quên nhấn cái nút subscribe kênh, cái nút đăng ký kênh màu đỏ dưới đây để ủng hộ Tuyết nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.